Sử dụng bút bi mỗi ngày nhưng các bạn có thắc mắc tại sao lại có một cái lỗ ở trên nắp? Có thể là bạn nghĩ để đóng nắp dễ dàng hơn vì không bị nén khí, hoặc là một lý do nào đó liên quan đến mực. Nhưng có một lý do quan trọng hơn rất nhiều. Có lẽ chúng ta ai cũng từng thấy cảnh một đứa trẻ ngậm bút để suy nghĩ hoặc là đùa nghịch với bút. Và nếu không ai lọ nuốt phải cái nắp thì cái lỗ hoặc khe trên nắp sẽ là vị cứu tinh để cho không khí đi qua và không bị nghẹt thở.